Vâng, xin mời các bác nhé. Đây các bác, nếu mà chuyên chơi lâu năm thì các bác biết được cái mặt đây là mặt của những con âm ly đèn. Đây, đây là đặc trưng của những cái chân bóng đèn nha các bác. Bốn bóng công suất đây. Đây là hai cái tăng phô xuất âm. Đây là tăng phô chính. Ba tổ lục nguồn. Tăng phô phụ nằm chỗ này. Đây là bo mạch âm sắc. Có thấy không? Mộc mạc nha. Chưa một vết chấm hàng luôn. Con này là hàng sưu tầm cho các bác này. Lukman A1020. Giá rất là tầm tiền để các bác chơi. Quay phía trên luôn nha các bác nha. Vâng, đây là phía trên. Đặc trưng những dòng Lukman thì sexy nó 7 màu nha các bác. Những đời cũ này là sexy 7 màu. Rất là thích hợp và tuyệt vời cho các bác chơi những loa tổng giải và nghe nhạc R75 nhẹ nhàng, tình tứ tài nhẹ nhàng và tiết tấu chậm. Đây là những bóng rê. Đây là ba bóng 12A7, 12AU7. Tổng là 6 bóng rê. Bốn bóng công suất kia. Bóng rất là mới nha các bác. Đây là bóng nén nguồn nha các bác, bóng nén nguồn này. Đây là hai tăng phô chính. Tăng phô của hãng Lukman luôn nha. Xuất âm, hai tăng phô xuất âm cho hai kênh nha các bác. Đây là tăng phô chính này. Ba tổ lục nguồn. Rồi sẽ đem mời các bác xem chi tiết com ly nha. Bác nào lấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác nha. Nay ngày 10 tháng 11 2020. Em về được một con âm ly đèn của Lukman A1020. Em này rất là hiếm nha các bác. Em này phía phân khúc là dưới 20 triệu các bác sở hữu một con âm ly đèn của chính hãng nha. Đây hàng em tuyển máy rất là mới nha các bác. Xuất sắc luôn, nó là cực kỳ là xuất sắc. Vỏ gỗ con này thì nó y chang của cái con Lukman mà 309X nha các bác. Vân gỗ này rất là đẹp. Đây. Thì các bác cứ tham khảo con này thì có biết rồi, rất là hiếm. Và ở thời kỳ đó thì nó thể hiện những bản nhạc tiết tấu nhẹ nhàng, mượt mà, ấm áp. Đối với những chất tiếng của đèn thì các bác biết rồi. Con này mà các bác đang có những dòng loa, cặp loa đồng trục Bass 30 mà cặp loa toàn giải hoặc là chơi những dòng loa có độ nhẹ khoảng trên 90 dB thì rất tuyệt vời. Chỉnh bass chép nha, riêng biệt cho từng vế này. Ba lăng, các bác thấy nấm nút còn rất là đẹp nha. À, cực kỳ mới. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đây. Đây, phía sau rồi em sẽ mở bên trong để các bác thấy con này. Sexy, nó là sexy vàng, rất là đẹp nha. À, những cổng kết nối, có cổng phono, hai cổng phono cho các bác chơi. Đường vào thì nó có ba cổng đường vào. AUX1, AUX3. Đây là cái cầu. Đây là cái tem Lukman. Đây là cầu loa, vâng vâng. Đây là chế độ chơi. 4 ôm, 8 ôm, 16 ôm. Con này rất là tiện để các bác chơi những dòng loa này. Nếu các bác chơi loa AR, các bác chơi qua 4 ôm. Các bác chơi loa RIB vân vân. Anh Quốc thì chơi 8 ôm. Còn các bác chơi những dòng loa mà nó độ nhạy cao 16 ôm thì các bác gạt qua 16 ôm. Đấy. Điện